Tên ngoài thì kêu Trang, nhưng tên trong là Nguyễn Thị bé Ba. À, chị bé ba. Dạ. 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 Hôm nay chị bé ba kết nối là kiếm ai chị? Kiếm mẹ. Dạ. Ba mẹ gì không có, kiếm kiếm mẹ Dạ. trước. Rồi cái câu chuyện của chị xuất thân ra sao chị kể cho em nghe. Để mẹ Dạ. Nhưng mà hồi đó đó là chị thất lạc nhau ra làm sao, cái xuất thân của chị ra sao chị kể cho em nghe. mẹ đẻ ra được 3 ngày rồi mẹ cho mẹ nuôi. Mẹ Dạ. nuôi cũng là bạn của mẹ em ngoài Đà Nẵng á. Hồi đó cũng À. làm sở Mỹ chung á, hai người làm sở Mỹ chung. Nhưng Ủa vậy thì chị bé ba là con lai hay là con Việt? con lai À. Rồi con lai em thấy người ta đa phần là người ta đi nước ngoài hết trơn mà sao chị ở ở nhà ở lại? cái số khổ bởi vậy, cái số tại hồi đó còn nhỏ không biết á, rồi bà má nuôi này nè bà đưa cho người ta làm giấy tờ đi với người ta đó, rồi mình không chịu đi tại hồi đó có bà ngoại nuôi á, là bà cũng Dạ. thương lắm, ở với ngoại là không chịu đi. Dạ. Dạ thương Dạ ngoại nó không chịu đi. Dạ. dạ Rồi hồi đó đó là mẹ ruột đưa cho mẹ nuôi trong cái hoàn cảnh như thế nào chị kể cho em nghe, chị biết gì về quá khứ, chị nghe kể lại như thế nào chị kể lại cho em nghe. thì nói bà cũng khổ, bà má 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 ruột mình cũng khổ rồi. Rồi hồi xưa thì bà có bầu thì bà làm sở Mỹ đó, rồi bà lỡ có bầu rồi bà cũng tính phá khổ, mà là tính phá bỏ, rồi bà má nuôi á mới nói thôi mày đừng có phá, mày để đi, mày đẻ đi rồi cho tao, là bà má nuôi nói vậy á. Rồi bà má nuôi thì nói thôi giờ ráng đi, rồi tao cho tiền mày đẻ, rồi tao cho nuôi mày cho tới đẻ, rồi mày cho tao. Rồi mẹ đẻ xong được 3 ngày thì cho má nuôi, rồi má nuôi mới bắt đi, rồi đem ra Đà Nẵng, rồi đem ra ngoài Quế á, đem ra ngoài Quế, nhờ cái bà cũng bà bạn của má nuôi luôn, đưa cho bà đó nuôi, cũng như má nuôi em thì bà cũng có ăn đó, rồi bà đâu có nuôi đâu, bà cũng này kia rồi bà không có nuôi, rồi bà mướn cho bà má nuôi cái gì đó cũng trạc tuổi cỡ má má ruột em á nuôi. Rồi bà đó thì bà cũng đang mang bầu thằng trai con bà, rồi bà đang mang bầu, bà mệt rồi bà cũng nuôi được có 6 tháng à, rồi bà đưa rồi cái bà mới đưa qua cho bà má chồng của bà đó là nuôi, là ở ngoài Quế, đem ra ngoài Quế á, từ Đà Nẵng đem ra ngoài Quế nuôi nuôi em tới được ba bốn chắc 5 tuổi, qua 5 tuổi đem về, rồi bà má nuôi á mới cho đi máy bay mới rước em về ngoài đời, ngoài Gò Dầu Tây Ninh rồi nè, ở tới bây giờ. Dạ. Vậy rồi chị có nghe thông tin của từ người mẹ ruột là tên gì không? Mẹ ruột tên Nguyễn Thị Hồng, tên Hồng á. Dạ. Rồi có biết quê quán của mẹ ở đâu không? Bà má nuôi thì nói là má nuôi là cái bà mà bà có bầu á, bà nuôi em được 6 tháng đó, bà đó đó. Còn mẹ nuôi, cái bà má nuôi thì mà bà cũng như là bà sinh em là lúc mà còn nhỏ, bà chết rồi, nhà này nè, nhà em đang ở là mà của bà má nuôi á, mà bà Dạ. chết rồi, bà chết Dạ. nay 8 năm rồi. Dạ. Rồi tên mẹ ruột là Nguyễn Thị Hồng. Có Ở biết Đà Nẵng. có biết quê quán ở đâu không? Để em không biết, con má nuôi nói hồi đó ba ở Đà Nẵng. Hồi đó là quen biết nhau là ở Đà Nẵng, rồi sau khi sanh nó thì đưa ra Huế nuôi đúng không chị? Thì cho Dạ. bà má nuôi đem ra ngoài Quế nuôi. Dạ. Có bà già bà ở ngoài Quế bà nuôi. Dạ. Cho người khác nuôi nuôi nữa, có nghĩa là người mẹ ruột cho người bạn nuôi rồi người bạn đó đi cho người khác nuôi nữa. Dạ. Nhà nuôi hộ thôi, nuôi mướn, bà mướn nuôi á, chứ không phải là cho, Dạ, mà bà rồi. nuôi mướn. À em hiểu rồi. Vậy rồi cái người mà bạn với mẹ ruột Nguyễn Thị Hồng đó là tên gì? Người mẹ nuôi đầu tiên á. Nguyễn Hồng Hiền. Nguyễn Hồng Hiền. Dạ. Rồi cái vú nuôi là tên gì? Bà già hả? Dạ. Bà già nuôi em tới lớn phải không? Tới 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 năm Đúng đúng tuổi rồi, phải không? đúng rồi. Chắc em không biết. À Bà không chết không nhớ. rồi, bà chết Dạ. rồi em không biết.
Dạ. Chỉ biết mà cái bà mà mang bầu mà nuôi em được 6 tháng là tên bà tên Ten. Tên Ten rồi sao gọi là tên Hiền nữa? Hồi nãy chị nói Nguyễn Hồng Hiền á. Nguyễn Hồng Hiền là cái là bà đó là sinh má nuôi em là trắng cống là sinh em rồi Ừ. giao qua cho bà bầu đó Dạ. là bà tinh tay đó là bà nuôi em được 6 tháng Ừ. rồi bà nuôi không nổi giống như bà bầu rồi bà bết đó là bà đem qua cho má chồng bà là cái bà già ở ngoài quê nuôi Ồ, giờ là tới 4 người lận. Cả mẹ ruột dạ nữa là 4 người. Cả mẹ ruột nữa là 4 người. Ừ. Mẹ dạ ruột là Nguyễn Thị Hồng nè. dạ Là bạn với Nguyễn Hồng Hiền nè. Đúng không? dạ Đó. dạ Rồi Nguyễn Hồng Hiền đó là khuyên khuyên mẹ Hồng là đừng có bỏ đi, đúng không? dạ Ừ, mẹ để Nguyễn đẻ Hồng ra là Hiền. bấm con bấm nuôi Dạ. Rồi rẫy mẹ mẹ Nguyễn Hồng Hiền cũng mất luôn hả? dạ thì chỉ có mình bà má nuôi Hiền tên Hồng Hiền là mất á là nhà này em ở nè Dạ. Vậy rồi dạ chị có biết nếu mà má nuôi Nguyễn Hồng Hiền còn sống thì năm nay là bao nhiêu tuổi không? Khoảng bao nhiêu? 76 À, 76. Rồi bà mất dạ lâu chưa? Mẹ mất lâu chưa? mất nay 8 năm Dạ. Rồi chị dạ có biết là mẹ Nguyễn Thị Hồng là mẹ ruột đó là năm nay khoảng bao nhiêu tuổi không? bà má nuôi em á thì nói á thì bà má nuôi mà ở trên mà bà Ten á Dạ. chứ còn còn mà còn má mà má nuôi Hiền này nè là không nói em gì hết má em Dạ. giấu không có nói em gì hết Không luôn không nói gì. Dạ. không nói gì hết rồi mà bà má Ten á là bà cũng em cũng kêu bà má nuôi giờ bà còn sống bà ở trên Gò Dầu á Ừ. dạ Dạ. bữa em lên đó là em cũng buồn em khóc lên nói cho bà nghe họ em kêu bà hỏi hoàn cảnh á rồi bà nói với em là má mày tên Hiền ô má mày tên Hồng tên Nguyễn Thị Hồng má mày ở ngoài Đà Nẵng đó đẻ mẹ ngoài Đà Nẵng là đưa cho bà kể cho em nghe nha Dạ. má mày đưa cho tao nuôi rồi tao nuôi không nổi tao nuôi được 6 tháng tao đưa cho bà nội mày ngoài Quế nuôi là bà nội là má chồng bà em kêu bà Ừ. nội Dạ. dạ để bà nói thôi chứ còn má nuôi em đây thì bà Hiền này là không có nói em gì hết trơn Dạ. dạ Vậy bà thì không muốn dạ em hiểu bà rồi. không muốn Vậy thì cái mấu chốt câu chuyện và cái mục tiêu tìm kiếm đó là tìm kiếm mẹ Nguyễn Thị Hồng. dạ dạ Dạ. Bạn thân với mẹ Nguyễn Hồng Hiền. dạ Dạ, hai người là bạn của nhau. dạ Dạ, và hồi đó là làm sở Mỹ ở Đà Nẵng. dạ Dạ. Và chị có biết là chị sinh năm mấy không? 1971 nhưng mà trong giấy tờ á, thì má Hiền á, làm là 1972 Dạ, sinh năm dạ chứ hồi đó 1971. Dạ. dạ Và nghi ngờ mẹ Nguyễn Hồng Hiền Nguyễn Thị Hồng nghi ngờ mẹ Nguyễn Thị Hồng là ở Đà Nẵng, quê Đà Nẵng. dạ Ừ. dạ Dạ. Rồi em nắm được cái thông tin cơ bản rồi, rồi em sẽ cập nhật, rồi có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho chị. dạ bà má nuôi em là bà Ten nữa bà đó đó là em nói Dạ. là có bầu bà Dạ. nói nhiều không biết má mày ở Đà Nẵng hay là má mày giờ về quê về ở Sài Gòn À vậy là bà má vậy là con thứ à vậy là quê ở Sài Gòn ra Đà Nẵng làm việc thôi chứ không phải là quê Đà Nẵng. dạ bà thì bà nói hai lần hai em thứ như vậy em cũng không biết má biết Dạ. giờ má mày có ở ngoài Đà Nẵng hay là má mày đi về Sài Gòn giờ tao cũng không biết nói Dạ. với em có một đứa em nữa cũng có một đứa em mẹ cũng đẻ sau mẹ cho em xong rồi bà cũng có bầu bà đẻ một đứa sau năm 72 là nói người lai người đẩy hàng gì À, giờ đây người á em đó bây giờ ở đâu? giờ bà cho giờ ở đâu cũng không biết ở đâu À, có nghĩa là cho cả hai người luôn, cho cả chị và cho người người em sinh năm 72 luôn. dạ bà má Dạ. má má Ten ở trên Gò Dầu bà kể bà nói Dạ. bà nói mày cũng có đứa em nữa đứa em nhỏ đó đẹp lắm mà nhỏ đó lai người đại hàng Ừ. giờ, em cũng đâu biết đâu tìm bà nói đã Dạ. hồi đó đại hàng chứ giờ người ta nói Trung Quốc Hàn Quốc gì đó Trung Dạ, Quốc mà Hàn em trai hay là em gái vậy chị có biết không? em À, em gái gái. Dạ. Rồi vậy thì em sẽ cập nhật, rồi có ai nghi ngờ chị là chị của người em đó thì có ai lên tiếng báo gì thì em sẽ cho chị hay. dạ Dạ. Rồi vậy thôi chị ha. dạ dạ Dạ. Ok chị. dạ Rồi dạ chào chị ha. dạ dạ cũng cảm ơn Tiến Dĩ với cộng đồng giúp đỡ giùm em đi tìm gặp mẹ Dạ.
Dạ. Rồi, ok, bye bye chị. Dạ, cảm Dạ, ơn. dạ. À. Lúc mà chị chưa giấy quốc tịch á, chị tên ở Việt Nam là mẹ mẹ nuôi chị đặt tên là Trần Thị Thanh Dung. Dạ, chị Dung. Dạ. Rồi, hôm nay chị Dung kết nối là để kiếm ai chị Dung? Hôm nay là chị muốn tìm mẹ, là chị tìm mẹ chị. Chị thì nghe anh nuôi của chị kể thôi, giống như là vậy, là năm 1962 mẹ chị là có quen một người đàn ông. Người đó là giống như là mới giống như là ở tù ra gì đó, đánh lộn sao bị nhốt vô tù, xong rồi cái mới ra mới đi tìm việc làm, thì lên lên cái hãng ở Chợ Lớn á, là hãng đó của ông anh của mẹ chị, để xin việc làm. Thì vào đó làm á, thì quen mẹ chị, Dạ. xong rồi cái mới ở có bầu, có bầu thì ông anh em nói nếu mày không đi cho đứa nhỏ này á, thì tao sẽ không cho mày về nhà. Cái xong rồi cái mẹ chị mới sợ quá, mới lúc đó là ở trên trên chợ Thông Tây, lỡ gọi dắp á, ở chợ Thông Tây á, mới gặp một người đàn bà đó, mới nói là có gia đình kia kìa, có hai người con trai mà không có con gái, thôi bây giờ người đó muốn sinh con á, thì chị cho đi. Thế là mẹ chị mới đem đi cho cái người đó, tên là mẹ nuôi chị tên là Trần Thị Nhượng. À. Rồi, rồi thưa chị, vậy rồi chị có thông tin người người mẹ ruột là tên gì này kia chị có biết không? Chị không có biết, chỉ nghe anh nuôi chị nói là má chị là người người Việt Hoa, người Tàu á, Dạ. chị biết vậy thôi. Xong rồi lúc mà cho chị mấy tháng là có lại trở lại tìm chị, mà cái căn nhà hiện giờ chị đang ở là cả trăm năm rồi chưa bao giờ dọn đi hết á. Dạ. Ừ. Vậy có nghĩa là nếu mà người mẹ ruột về đó tìm thì vẫn tìm được đúng không? Đúng rồi đó, chị chỉ hy vọng là như vậy thôi, giống như hy vọng là dòng họ hay con cái, khi nhiều khi bà mất á là Dạ. có thể để lại là cái như vậy á, để cho người nhà tìm á, thì chị chỉ hy vọng vậy thôi. Dạ. Rồi quê quán của người mẹ ở đâu chị có biết không? Quê quán mẹ ruột chị hả? Dạ. Không, chị không biết, chị biết là ông anh có một cái hãng ở ngoài Chợ Lớn, ở Sài Gòn ngoài Chợ Lớn á, còn Dạ. má chị thì cho chị ở chợ Thông Tây, phường 10 quận Gò Vấp. Hồi xưa là ấp 1, bây giờ là phường 10 quận Gò Vấp, đường Phan Văn Trị. Dạ. Nhà nhà Dạ. À, vậy thì thực sự là cũng hơi khó chị ha. gì đó, chị thấy chưa, câu chuyện chị nó rất là hy hữu, nhưng mà Dạ. anh thấy chị thấy chương trình của em á, tìm được nhiều người quá chị vui quá. Xong rồi chị Dạ. nói thôi để chị có một tia hy vọng đúng không, chị mới nhắn em. Dạ. Gọi là bây giờ chỉ có cầu may thôi. Dạ. Nhà chị cầu may với chị nghĩ chuyện của chị rất là hy hữu. Dạ. Bây giờ cầu may có hai điều xảy ra. Thứ nhất là nếu ví dụ như mà người trong cuộc đã từng nghe kể cái câu chuyện này đó thì trùng khớp với câu chuyện của chị thì đó là cái may mắn là người đó bên bên mẹ chị sẽ lên tiếng. Cái may mắn thứ hai là chị có thể là giống những người trong gia đình. Dạ. Thì bên gia đình cũng có thể lên tiếng. À, đó, chỉ có cầu may hai vấn đề đó thôi chứ còn tên tuổi này cái mình không biết thì cũng không có cái mục tiêu cụ thể. Thì đó, thì chỉ biết là ông già hồi xưa bị ở tù ra, xong Dạ. rồi giờ mới đi tới cái hãng đó làm, rồi gặp bà Dạ. già, thì nó đẻ ra, rồi ông anh của bà già mới cho đi, kêu đem đi cho, thì tới cái nhà rồi cho, thì hiện giờ cái nhà nó vẫn còn ở đó, không có thay đổi gì đó, thì chỉ có Dạ. là như vậy thôi. Cái câu chuyện thì biết rành như vậy mà lại tiếc là không có biết tên của người mẹ ha. Dạ, mẹ nuôi, tại lúc mà mẹ nuôi chị còn sống á, chị không dám hỏi. Lúc À. mà chị đi qua Mỹ mà chị muốn hỏi lắm, mà chị sợ bà buồn á, Dạ. cái chị không muốn hỏi. Em nghĩ đó chắc có thể là mẹ nuôi chị biết cái câu chuyện này thì mới rành về cái nội dung như vậy. À, biết biết được tên của người mẹ thì mới rành về cái nội dung như vậy. Dạ. Thì Dạ. hỏi hai ông anh gì, hai ông anh không có biết vậy đó, nói chỉ biết là lúc mà má mày tới tìm á, thì má má nuôi mới kêu à ông anh nó đem đi giấu đi, đừng có cho ba thấy, thì ông anh À. mới cõng đi giấu. Mà ông anh cõng đi giấu xong rồi cái là từ đó đi là không thấy tìm nữa, đó là ông anh nói như vậy đó. Dạ.
Theo như phỏng đoán thì chỉ có phỏng đoán được rằng nó là người mẹ ruột năm nay thì khoảng mấy chục tuổi không? Năm nay nếu má chị còn sống á là chắc cũng cũng 90 rồi. Dạ. Về Không, nếu tiếp. mà mẹ ruột á thì chị nghĩ 80 thôi, tại vì giờ chị 60 mà má chị nói là lúc đó má chị còn trẻ lắm, chừng Dạ. khoảng 17 18 thôi chứ Dạ. không có cao gì, thì chị nghĩ Dạ. là chỗ đó đó cũng khoảng 80 hay là dưới. Dạ. Thì may mắn thì còn gặp được mẹ mà không may thì gặp được gia đình. Nếu mà cái trường hợp thứ hai nữa, có thể là gặp nhìn nhận được bà con dòng họ ở bên 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 mẹ. Chị coi chương trình của Tuấn Mỹ á, trời ơi, chị rất là hy vọng, chị nói trời ơi chị có nào đúng, chị muốn nhắn cho em nhiều lần lắm rồi, nhưng mà chị thấy câu chuyện của chị nó không có manh mối gì đó, mà chị thấy nhiều người tìm được chị mừng ơi là mừng luôn, mà còn chị thì chị thấy chị buồn quá. Rồi em nghĩ đó là nếu may mắn mà có kiếm được bên mẹ đó thì chắc chắn là kiếm được bên ba liền, bởi vì là cái câu chuyện này là nó rất là cụ thể, nên là tên ba chắc chắn là bên đó sẽ biết, bên mẹ sẽ biết, ông cậu này kia sẽ biết. Gì đó ông anh đó là ông đòi bà má nuôi má ruột phải đi cho, nếu không cho là không cho về, mà hồi xưa thì sợ những vấn đề đó lắm, ông có dám là phải đi cho đó. Rồi thì em cũng nắm được cái nội dung cơ bản. Rồi hy vọng là trong cộng đồng có ai nghi ngờ chị là con của gia đình nào đó thì hy vọng người ta đến người ta báo cho cái gia đình đó. Vì đó chị cũng cảm ơn nhà chương trình của Tuấn Vĩ để giúp đỡ cho những người tìm người thân ha. Nếu mà được thì ai tìm được cho chị thì chị hậu tạ 5.000, còn riêng Tuấn Vĩ thì chị gửi Tuấn Vĩ 2.000 cho Tuấn Vĩ vui, Tuấn Vĩ có tiền đi đổ xăng. Thật ra thì cái kiếm được người là cái điều quan trọng nhất. Còn tiền bạc này kia thì thật ra nó chỉ là cái phương tiện để cho mình gọi là lo những cái việc to lớn đó thôi. Thì kiếm được thì còn gì bằng chị ha, bao nhiêu tiền thì mình cũng không Trời tiếc đúng không ơi, chị? thì đúng rồi, chị tìm chị chỉ mong vậy thôi, tới giờ chị cũng 60 tuổi rồi, chị cứ nằm nó đêm nào cũng ngủ, mà chị thấy ai có người thân á chị ơi chị buồn lắm. Đó thì biết đâu được đấy, cái điều kỳ diệu nó xảy ra, mình cứ xin ơn trên đi. Tội nghiệp chị. Ai cũng vậy chị ha, không có nguồn gốc thì khao khát đúng không? Như thấy ai cũng tìm được mẹ rồi chị mừng lắm, mỗi lần chị coi chứng bị chị vào cái điện thoại á, là chỉ cái coi tên kinh của em thôi, chị nói mỗi lần chị coi đại nào chị cũng coi, chị coi chị đẹp nè, cho mỗi lần chị coi cái đó là chị cười hoài ngày rồi coi được nhiều chương trình của Tuấn Quỷ lắm, như là Tuấn Quỷ lúc nào cũng câu chuyện nào Tuấn Quỷ cũng có hài hước cho mọi người coi á, họ không có nhàm chán cho làm cho mọi người cứ thích như là quyến rũ vô để mà cứ coi thôi. Chị cứ theo dõi nha chị, chị theo dõi biết đâu được một ngày nào đó có những người em của chị đó nghe được cái câu chuyện của mẹ đó kể trước đây, thì người em đó sẽ lên kiếm chị. Có nhiều trường hợp như vậy đó, chẳng hạn như là muốn lên kiếm người chị trước đây mẹ đã từng cho, vì mẹ lỡ lầm với một người như vậy đó, rồi ông cậu kêu đi cho rồi này kia, ví dụ như vậy đó. Có người nào tương tự thì chị lên tiếng, ví dụ là như vậy. Nên là mình cứ kiên trì đi, biết đâu được rồi cái điều kỳ diệu nó sẽ đến hả chị ha. Nhưng mà chị biết một chắc một điều á, hồi lúc ông xã chị về Việt Nam chơi á thì mà má nuôi chị cứ nói với ông xã chị là má nó là người Hoa đó, là chắc chắn là má chị là người Hoa đó. Hoặc là bằng một cách nữa là chị cứ thảy cái ADN ở bên đó chị, cũng biết đâu được có những bà con này kia của chị đi qua bên đó rồi cũng cũng thảy ADN, thì đôi khi nó cũng có trùng khớp nhau á chị. Chị gửi đâu Tuấn Vĩ? Chị ở bên Mỹ thì chị cứ gửi có những cái hãng ADN ở bên đó. Em thì em không có rành lắm, nhưng mà có ở bên đó có cái những cái kho ADN ở trong đó, thì mình cứ đưa ADN vào thì biết đâu được rồi bên bên bà con dòng họ bên mẹ chị cũng đang đi kiếm chị thì nó trùng khớp ở bên đó. Đó cũng là một cái cách. Chị sẽ làm cho coi như vậy. Ok, Chị rồi vậy nha chị nha, rồi có ai báo gì thì em cho chị hay nha chị ha. rồi chị cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều nha, chúc Tuấn Vĩ và gia đình được luôn được bình an, rồi cũng chào tạm biệt cộng đồng mạng của chương trình Tuấn Vĩ, chúc mọi người được vui vẻ. Ok chị.
Rồi, Rồi, cảm ơn em. rồi, À, em ngủ ngon nha. dạ, em chào chị, bye bye chị, Bye dạ, bye em. dạ, dạ.